lại cho chị đi. Ông biến như trở thành nỗi ân hận của mọi người, thành kẻ có nhà mà không được về, có người thân không được nhận, có bữa cơm gia đình không được ăn. Mẹ nhập viện rồi. Từ bao giờ mà chị xem gia đình mình nhẹ hơn người ta rồi? Cảm ơn mẹ đã luôn bao dung, tha thứ và yêu thương tụi con. Mình không cần cầu nữa đâu.